kia. Cậu là ai vậy? Đi đâu vô đây? Dạ, em là bảo vệ mới ạ. Bảo vệ? Bảo vệ sẽ nhìn lại vậy? Tất cả nhân viên ở đây á, ai mà tôi không biết. Dạ em vô, em làm thế cho chú Tư. Chú Tư bị bệnh cho nên em làm giúp. Với lại em cũng có báo cáo tổ trưởng rồi. Vậy cậu vô đây làm gì? Dạ, tại vì nhà vệ sinh ngoài kia bị hư, mà em mới vô làm, em lạ nước lạ cái, em không biết chỗ, cho nên em xin kiếm chỗ mà để em đi nhờ. Vậy bây giờ á, cậu cho người sửa gấp nhà vệ sinh bên kia trực ngoài cổng á, mà đi vô đây á, tại vì vô gom hết đồ công ty rồi sao? Dạ, em biết rồi, em xin phép. Anh Phi, đây là hồ sơ quan trọng của công ty đối tác Quân Máng Gỗ với công ty mình. Thời gian và địa điểm giao dịch đồ cổ mới đều có ở trong đây, em gửi anh. Cô đây vô phòng giúp tôi đi. Dạ. Xét biết như lần trước, lần đó thiệt hại rất lớn. Nếu lần này bại lộ, chúng tôi sẽ không hợp tác với ông nữa. Địa điểm lần này thay đổi, bãi tầng kia, ngày mốt 9 giờ tối. Chuyển đi đúng không? Ok. Anh ơi, xe tới rồi. Cho vô đi. Dừng lại. Chúng tôi được mật báo đây là một cuộc giao dịch gỗ lậu. Công ty của tôi là một công ty lớn, tất cả các giao dịch đều có giấy tờ hợp pháp. Nếu không có gì khuất tất, vui lòng cho xem giấy tờ. Tất cả đã hợp lệ, cảm ơn đã hợp tác. Đi. Tại sao lại như vậy? Chứ cậu muốn thế nào? Mấy cậu làm tiếp đi. Dạ. Tôi biết cậu là nhà báo Duy Long. Tới công ty của tôi á, chủ yếu để lấy thông tin thôi. Xin lỗi anh, nghề nào cũng vậy, cần phải có nghiệp vụ mới hành nghề được, anh thông cảm. Nhưng tôi có thể thưa cậu vì tội xâm phạm bất hợp pháp. Nhưng tôi không làm vậy đâu, vì công ty của tôi á làm việc rất là rõ ràng và không mờ ám, và tôi càng không muốn đụng chạm tới cánh báo chí của mấy anh. Với lại vụ việc này không có lợi cho công ty của tôi nên tôi sẽ giữ bí mật. Chúc mừng anh.
Công ty của anh làm ăn trong sạch, tôi không còn gì để nói. Tôi xin phép. Khoan, kể từ hôm nay tôi sa thải cậu. Ngày mai á, cậu có cần đi làm. Ô, anh nói chuyện ngộ ghê. Này, công ty của ba tôi muốn đi đâu tôi đi chứ. Nè, tôi biết anh trà trộn ở trong đây để lấy tin về công ty của ba tôi. Tôi không tung hê lên cho bảo vệ bắt anh là hên cho anh rồi đó anh nhà văn. Nè, anh nhà văn. Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.